Ok, hai cho các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ú đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Omega Ruby. Cuối cùng thì video cuối cùng cũng đã đến. Khách lẹ, cuối cùng video cuối cùng. Ok, rồi video này thì mình sẽ tái đấu với Tứ Thiên Vương và Champion và cũng sẽ kết thúc cuộc hành trình ở vùng Hoenn trong phiên bản Pokemon Omega Ruby này nha. Rồi, điểm qua một chút xíu về đội hình thì đội hình mình có luyện Xương Xương. À, ba con trên 80 là con Altaria, Lazikane và Almado. Còn ba con còn lại thì sắp 80 nhưng mà thôi mình lười quá mình không luyện nữa, là Magnetric, Gardevoir và Warren. Bạn nào chưa biết cách luyện thì có thể xem lại video số 35 của mình. Video số 35 của mình là hướng dẫn cách luyện và cách cậy tiền luôn. Ok, rồi thì bây giờ không cần phải nói gì thêm, mình sẽ vào. À, con đầu tiên là hệ bóng tối hả? Ok, Lazikane lên đi. Thiên vương đầu tiên là mình nhớ là dùng hệ đất. Đây, vô em. Ô, lời thoại thay đổi nha anh em, chứ không phải là giữ nguyên như những phần trước. Bây giờ mình là Champion rồi, cho nên là khi mà mình tái đấu thì lời thoại của các Tứ Thiên Vương hình như là đã thay đổi rồi. Còn những bản trước thì mình nhớ là sau khi mình thành Champion rồi mình quay lại mình tái đấu thì họ cũng nói y chang vậy à. Không khác gì hết, cứ coi như là một mình là một cái thằng ớt ơ nào đấy tới thách đấu. Mặc dù là mình đương đương là một Champion. Ok. À, con này là hình như là vừa bóng tối vừa giác đấu nè. Chơi mày luôn, chuông mày lơi. Ui trời, bơm máu. Solo you can. Bơm nữa không? Lên đường. À, ok, con này thì nên Magnetic đi. Chụp điện chơi nó. Raybird, ghê. Không có chiêu Raybird phiên bản này làm đẹp nhờ. Ui nhầm. Mega luôn và Discharge. Lên đường. Tiếp đi. À, ok. Blink. Oh man, nó đi trước cái chiêu này. Blink. Tiếp đây, Sarpedo. Ok, ok, Sarpedo hả? Thôi, giữ nguyên luôn. So you can, nó cái nó cũng chết à. Được chết. Ui trời. Còn không? Abson. Chơi mày luôn. Mega hả? Mega không? À không có Mega. What? Oh. À vậy là con này biến hình thành Abson. Đây mới thật sự là Abson đây.
Mega không? Một cảnh lương. Nhưng mà rất tiếc. Ok. Xong. Bấm máu. À. Tiếp theo là hình như là hệ hệ ma. Hệ ma hả? Ủa con Gardevoir của mình còn chiêu hệ ma không nhỉ? Ok, Gardevoir lên trước. Eo. Vô. Ồ, cái này không có nói nhiều nữa ha. Vô nói một phát đánh luôn. Ok, Mega và Shadow Ball. Một mình cân hết rồi. Một mình anh chấp hết. Tao là Gardevoir, đàn em của Giang Ú Gaming. Mình tao chấp hết. Sao mà chịu nổi? Tám chục. Midmagiot. Lên đường. Chấp hết luôn. Ga là chết. Dusknoi con này thì cũng tạm gọi là ổn đấy. Con cuối cùng mình đoán là Gengar và Mega. Đúng không? Ủa? À con này cũng có Mega nè. Ok. Này. Hơi căng đấy. Oh my. Fake cao quá. À con này nó có hệ đắc nữa. Lên được. Hai em. À. Tiếp theo hình như là hãy băng đúng không? Ok, lại là Blaziken. Vô. Glacier. Ok. Băng và cỏ. Con này gặp lửa là không thể nào mà sống nổi.
chấp mày mega luôn á. Mega đi. Mega gặp lửa cũng không thể nào sống nổi. Lên điếng. Apple Masno. Tiếp theo. Có chiêu hô ở đây. Heo chứ hả? Heo hay hô ta heo. Warren thì nên mặc Netrix. Cho mày một phát Tinder. Lên đường. Hè. 87 luôn à cái con công này. Fox Lab. Quay lại Lazican. Con này thì nên dùng lửa nha, không nên dùng giác đấu vì nó có hệ như nó có hệ ma đúng không? Ma và băng hay là ma và hay là băng và tâm linh nhỉ? Hình như ma và băng. Nếu vậy thì vẫn thôi, nói chung là dùng lửa đi, chắc ăn. Ôi, chưa hết nữa cái chiêu biết rơi này. Cái kem. Blaze cake. Oh, come on. Hết 5 lượt chưa? Né đi. Ai, hả rồi, tuyết rơi đã hết. Beer stick, con này con gấu băng. Ủa vậy là Thiên Vương này không dùng con nào Mega hết à? Con cuối cùng là Mega. And mid mặt mid hoài. Rồi đây là đây chính là con Mega đây. Mega đi câu. Thiên Vương cuối cùng á, ông Gray á thì ổng sẽ dùng con Salaman Mega chắc chắn luôn. Mega và Moon là con Mega của ổng là con Salaman chứ không phải con này đâu, anh em cứ yên tâm đi, một hit nó cũng lên đường thôi. Lên điên. 81. À, con này không sợ tiên. Ok, Dragon Thu. Mày không sợ tiên, người ta có cách khác được chị mày. Đường 90 luôn, kinh thiệt, cái con công này sao lên level nhanh thế nhỉ? Kingdra. Từ khi có hệ tiên thì chú mày đã không còn là nỗi lo của anh nữa rồi. Hehe.
lên đường. Đẹp lại gòn hả? Mình ăn chấp hết. Đem Salamence ra đây. Hasorus. Ghê. Rồi Salamence đi. Salamence Mega. Biến hình chiếc máy bay phản lực. Ây, chiếc máy bay. What the hell. Ôi, đi trước luôn. Ui trời. Đóng chú cào đấy. Rồi, cuối cùng là Steven, hệ thép hả? À, lại là Lazyken. Thôi, cho Amaldo lên đi cho có đất diễn. Ok. Rồi, chơi Tứ Thiên Vương luôn, quên, chơi Champion luôn nha anh em. Mình sẽ làm trong một video thôi. Chào mừng Champion, hãy để tôi test kỹ năng của cậu thêm một lần nữa. Ok, bây giờ đấy gọi mình là Champion rồi, tức là lời thoại của Tứ Thiên Vương và Steven đã thay đổi chứ không như các bản trước. À, mình tái đấu mà vẫn coi mình là thằng ất ơ. What the hell. Ủa chết cha, con này chết rồi. Steel Wing. Ui trời, chết tôi rồi. Thôi tạm thời Lazyken xử con này trước đi, con này hơi căng à. Skamori. Still wait. Tạm bổn. Akron hả? Akron thì để cho Warren. À, chú mập. Study. Come on, study. Carbine. Ủa con này con gì nhỉ, mình quên mất rồi. À con này có bay không, có Lavistay không? Tóc chặt quá. Ok. Aerodash Steel. What? Yeah. Wow.
bim. Tóc nó cao hơn cả mình. Ủa mình nhớ con này tóc đâu cao lắm đâu ta. Claydon hả? Claydon. Light green, oh man. Metacross càng để thép và tâm linh nên dùng lửa. Mega, Mega, Mega đấu với Mega. Ok. À, tóc mình cao hơn. Oh, ok, play skill đã hết. Dùng qua play please. Oh, nhận được đá Mega của Metacross. Vậy là nếu mà mình trở thành champion lần 2 thì mình sẽ có đá Mega của Metacross. Ngon, nhưng mà mình không có dùng. Ok, tiếp tục một lần nữa được vào Hall of Fame. Hall of Fame. Amaldo 86, Altaria 90, Magnetric 81, Gardevoir 81, Lazikhan 84, Warren 80. Ok. À, lần này May không có chạy vô. Lần trước là May chạy vô nói chuyện với mình, nhưng mà lần này không có. Ok, vậy là mình đã hoàn thành Pokemon Omega Ruby. À, và mình sẽ có thể là tạm nghỉ một vài ngày để bắt đầu một series mới. Chưa biết là series game gì. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ video này cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Ngũ Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Oh yeah.